Sau khi kết thúc hành trình thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng sẽ làm gì? Câu chuyện của Tây Du Ký kết thúc khi Đường Tam Tạng cùng các học trò cưỡi mây về lại đại đường trong sự hoan hỷ của vua Đường và dân chúng. Nhưng đó chỉ là những gì mà người xem biết đến, xem được. Còn hậu chuyện sau đó thì sao? Năm thầy trò có còn gắn bó với nhau hay không? Nhất là với một nhân vật cá tính, được yêu thích như Tôn Ngộ Không thì lão đại sư huỳnh sau khi đắc đạo thành Phật, có còn là con khỉ chuyên đi phá rối, đại náo thiên cung hay Mỹ Hầu Vương, cai trị Hoa Quả Sơn? Đầu tiên chúng ta cùng xem các thành viên khác, họ thay đổi như thế nào. Bạch Long Mã dù không có nhiều đất diễn khi phò tá Đường Tăng trong bộ dạng một con ngựa. Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử rất ít khi cùng các sư huynh tham gia chiến đấu với yêu quái. Chỉ duy nhất một lần chiến đấu là khi Đường Tăng bị Hoàng Bào Quái biến thành hổ. Khi đó tình thế cấp thiết buộc Bạch Long Mã phải chiến đấu và báo cho Chư Bát Giới biết được tình hình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Long Mã được phong là Bát Bộ Thiền Long. Sa Tăng sau khi lấy được kinh được phong làm La Hán Chính Quả. Dù là người siêu năng, cần cù, không ngại vất vả, không khiến sư phụ phật lòng, dẫu vậy Sa Tăng vẫn không được thành Phật. Khuyết điểm của Sa Tăng nằm ở việc nhân vật này không có chính kiến, nhu nhược, không dám đứng lên bảo vệ lẽ phải hoặc chống lại những thói hư tật xấu của Chư Bát Giới. Nhiều lúc Sa Tăng dù biết rất rõ đại sư huynh bị sư phụ mắng oan nhưng vẫn nín nhịn không lên tiếng. Trong khi đó về Chư Bát Giới, nhân vật này không khiến người xem thất vọng khi gặp hẳn Phật Tổ Như Lai để chất vấn vì sao hắn không được làm Phật mà chỉ giữ chức Tịnh Đàn Sứ Giả. Tại sao ai cũng được thành Phật chỉ mỗi mình con là Tịnh Đàn Sứ Giả? Đáp lại Như Lai nói, phàm các việc Phật ta giao cho người, làm Tịnh Đàn cũng là một chức phẩm có được ăn uống, sao lại không tốt? Bát Giới là nhân vật biểu tượng cho dục vọng, ham muốn của con người, một nhân vật gần như hội tụ đủ mọi thói hư tật xấu như ham ăn, ham ngủ, lười biếng. Trong quá trình thỉnh kinh, nhị huynh không chỉ thường xuyên đố kỵ với Tôn Ngộ Không mà còn ỉ lại, không cố gắng, lúc gặp đường khó chỉ muốn rút lui, không dụng tâm vào tu tập. Một chi tiết rất đặc sắc đó là kiếp nạn ở bến Lăng Vân, thấy sông sâu sóng lớn, Chư Bát Giới liền nổi cơn nhát gan, đòi dùng phép bay quả. Chỉ khi bị đại sư huynh nạt nộ thì lão nhị mới chịu xuống thuyền sang rồng. Vì thế việc Bát Giới không tu được kết quả cao, không được phong thành Phật cũng không có gì lạ. Nhưng dù sao lão Chư cũng có công phò tá Đường Tăng, được khôi phục tướng người và nhận chức Tịnh Đàn Sứ Giả. Về sư phụ Đường Tăng, như trong video trước đó đã từng xuất bản trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân Discovery, thực chất Đường Tam Tạng đã chết, thoát xác phàm trần. Đường Huyền Trang do có tâm tu hành hướng Phật, từ bi phổ độ chúng sinh, được phong làm Chiên Đàn Công Đức Phật hay Công Đức Phật Tổ hay Vô Lượng Công Đức Phật. Trong khi đó, Tôn Ngộ Không do có tài phép đánh yêu tình, ngay cả chư thần tiên cũng khó sánh, lại có công phò tá Đường Tăng thỉnh kinh, được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật. Trong ba huynh đệ, Tôn Ngộ Không là người duy nhất có đủ phẩm chất và có sự thay đổi lớn nhất sau khi hành trình thỉnh kinh. Mà một trong những thay đổi đầu tiên chính là việc chiếc vòng kim cô trên trán đã biến mất. Tôn Ngộ Không sở hữu 72 phép thần thông biến hóa, tính khí lại cao ngạo, ngang bướng và luôn ngỗ ngược. Không chỉ quậy phá địa phủ, gạch bỏ sách tử mà còn đại náo thiên cung, làm loạn thiên giới. Sau cùng bị Phật Tổ nhốt lại dưới một dãy núi Ngũ Hành Sơn. Ngộ Không bị đè dưới núi 500 năm, đói thì cho ăn viên sắt, khát cho uống nước gì đồng. Nếu năm thầy trò Tam Tạng đại diện cho thân, tâm, tình, tính, ý, trong đó Tôn Ngộ Không chính là đại diện cho tâm, cái tâm của người tu hành. Ngộ Không là sự dao động giữa thiện và ác, cái tâm không có sự kiềm chế. Đó là lý do mà Bồ Tát đã ban cho Tề Thiên Đại Thánh một món quà không mong muốn, đó là chiếc vòng kim cô đội lên đầu. Sư phụ Huyền Trang chỉ cần khẩn cô chú là sẽ ngay lập tức khiến cho Ngộ Không đau đầu, quằn quại không thôi. Khi bước vào quá trình tu tập, Ngộ Không dần cởi bỏ được sự hiếu thắng, ngông cuồng của mình. Ngộ Không không ba phải như Sa Tăng, không sân si như Chư Bát Giới, không yếu đuối nhu nhược như Đường Tăng. Đại sư huynh một lòng hướng về Tây Thiên, nguyện ý từ bỏ dục vọng thành tâm đi theo con đường Phật Pháp. Sau khi qua bến Lăng Vân, Đường Tăng đã cảm tạ ba đồ đệ vì đã giúp đỡ bảo vệ mình trong suốt chặng đường vừa qua. Lúc này Tổ Không chỉ đáp, hai bên chẳng phải tạ ơn nhau bởi cả hai cùng giúp nhau đấy chứ. Chúng con nhờ sư phụ được giải thoát, mượn đường lối tu hành, may thành chính quả. Còn sư phụ nhờ chúng con hộ vệ mà giữ giáo giả lam, thoát khỏi thai phạm. Lời nói này cho thấy Ngộ Không từ một con khỉ kiêu căng ngông cuồng trở nên trầm tính, biết suy nghĩ. Trải qua đủ mọi kiếp nạn, Ngộ Không thật sự từ bỏ ma tâm, một lòng học đạo, tu thành chánh quả, đạt đến cảnh giới cần có để trở thành một vị Phật. Trên núi Linh Sơn, Đức Như Lai đã tấn phong: Tôn Ngộ Không, nhà ngươi phò Đường Tăng dọc đường trừ ma diệt ác có công, sau trước vẹn tròn, ra phong người chức Đấu Chiến Thắng Phật. Chính vì là một nhân vật quá đặc biệt nên Tôn Ngộ Không vẫn luôn là chủ đề được khai thác rất nhiều trong phim ảnh Trung Quốc lẫn thế giới. Vì cuộc đời sau hành trình Tây Thiên của Đại Thánh không được Ngô Thừa Ân miêu tả, nên Tôn Ngộ Không của sau này phần lớn dựa vào trí tưởng tượng của fan lẫn các nhà làm phim.
có thể là Tây Du Ký, Mối Tình Ngoại Truyện hoặc The Monkey King do Châu Tinh Trì sản xuất. Và những phim này đều đang có sẵn trên kho phim Netflix. Nếu bạn vẫn chưa có tài khoản thì dành một chút thời gian xem video hướng dẫn cách nhận tài khoản free từ kênh WeScan bình luận viên Anh Quân nhé. Hướng dẫn làm nhiệm vụ của bình luận viên Anh Quân tại WeScan để mua hàng với giá ưu đãi. Truy cập vào wescan.vn. Vào trang của bình luận viên Anh Quân, ấn vào phần làm nhiệm vụ tại đây. Sẽ có 5 nhiệm vụ bao gồm nhận quà từ Cake, nhận quà từ ví VNPay, donate tối thiểu 10.000, nhận quà từ Neo và nhận quà từ Teenage. Ở đây tôi sẽ làm ví dụ ở nhiệm vụ donate 10.000. Khi hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ, bạn sẽ được khoảng một khoản tiền nho nhỏ để có thể thanh toán một số mặt hàng hiện có trên WeScan. Hiện tại, trang của tôi đang có được các gói tài khoản Netflix có thể được mua với giá cực kỳ hấp dẫn. Các bạn hãy nhanh chóng làm nhiệm vụ để sở hữu những gói ưu đãi đặc biệt này nhé. Trong phần phim hậu Tây Du Ký, Ngộ Không sau khi trải qua 81 kiếp nạn của hàng vạn trận chiến, đối đầu với vô số yêu ma thì pháp lực lẫn công lực đều đã tăng bội phần. Hơn nữa, nhờ hào quang của Phật Pháp bảo hộ, Tôn Ngộ Không được đánh giá là đứng đầu vạn vật, vượt xa nhị lang thần Dương Tiễn. Tại sao lại so sánh với Dương Tiễn? Thật ra giữa hai nhân vật này vẫn tồn tại một câu chuyện ai oán. Khi Ngộ Không đã trở thành người của nhà Phật, rất nhiều fan đã không ngừng đặt lên bàn cân so sánh, tranh luận rằng liệu Đại Thánh đã có thể vượt qua Dương Tiễn hay không? Một người nhận được hào quang của Phật Pháp, một người lại được sự bảo trợ của Viêm Đế. Ai mới là chiến thần mạnh nhất? Với những ai theo dõi Tây Du Ký đều biết Tôn Ngộ Không phi phàm như thế nào, pháp lực thuộc hàng bậc nhất tam giới và chỉ có Phật Tổ Như Lai mới áp chế được. Nhưng Lão Tôn cũng từng đại bại dưới tay của Dương Tiễn. Theo nguyên tắc, Tôn Ngộ Không một mình đại náo thiên cung đẩy lùi cả 10 vạn thiên binh khiến nhiều vị thần tiên hoảng sợ. Cả tứ đại thiên vương, Lý Tịnh và tam thái tử Na Tra đều nhiều lần chịu đầu hàng trước gậy Như Ý của Ngộ Không. Chỉ đến khi cháu của Ngọc Hoàng là Nhị Lang Thần ra tay, cộng với sự giúp sức của Thái Thượng Lão Quân với bảo bối Kim Cang Trác, cùng với việc Hạo Thiên Khuyển lao vào cắn chân Ngộ Không, Dương Tiễn mới nhân cơ hội đánh ngã và bắt sống được Tề Thiên Đại Thánh. Tác giả Ngô Thừa Ân từng miêu tả những cuộc đụng độ của Nhị Lang Thần và Tề Thiên Đại Thánh đều là những trận đại chiến long trời lở đất. Nhị Lang Thần đến Hoa Quả Sơn cùng Tôn Ngộ Không giao đấu 300 hiệp không phân thắng bại, sau đó hai bên chuyển sang đấu phép, dùng từ mưu trí binh khí cho đến tài năng biến hóa thần thông. Ngộ Không có Như Ý được đúc thành từ lò bát quái, tôi luyện qua sức nóng của tam muội chân hòa và được hấp thụ hào quang của nhật nguyệt, có thể tùy ý biến hóa to nhỏ ngắn dài, nặng tới 1.3500 cân. Thì Nhị Lang Thần cũng sở hữu món vũ khí vô cùng lợi hại là tam tiêm đao do giao long ba đầu hóa thành. Cả Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không đều biết 72 phép thần thông biến hóa, thậm chí Dương Tiễn còn nhỉnh hơn Tôn Ngộ Không khi đã luyện tới phép biến hóa thứ 73 là Thất Thập Tam Huyền Công và sở hữu diệu năng của con mắt thứ 3, có thể nhìn thấu mọi phép biến hóa của Mỹ Hầu Vương. Thế nên mọi phép thuật mà Tôn Ngộ Không thi triển đều bị Nhị Lang Thần dễ dàng phá giải. Sau khi bắt giữ Ngộ Không, Dương Tiễn đã sai 7 anh em Mai Sơn phóng hỏa đốt cháy Hoa Quả Sơn, thiêu chết rất nhiều hầu tử. Hành động này không chỉ khiến Nhị Lang Thần cảm thấy áy náy, mà bản thân Tôn Ngộ Không cũng vô cùng buồn bã. Sau này khi trở về Hoa Quả Sơn, Ngộ Không vẫn nhớ tới cảnh 7 anh em Mai Sơn theo lệnh của Dương Tiễn phóng hỏa thiêu cháy nhiều hầu tử. Mặc dù vậy, Đại Thánh không hề hận trong lòng mà vẫn coi Nhị Lang Thần là huynh đệ tốt. Chi tiết này đã từng được bật mí trong Tây Du Ký, cụ thể trong kiếp nạn đòi lại Ngọc Xá Lợi của nước OK, Tôn Ngộ Không đang nghĩ cách để thu phục được cửu đầu trùng ở đầm Bích Ba. Đúng lúc ấy, Ngộ Không bắt gặp Nhị Lang Thần cũng trên đường đi săn trở về và nhanh chóng bảo Chư Bát Giới tới mời người trợ giúp. Đó là Thất Thánh huynh đệ của ta, mau đi mời bọn họ trợ chiến. Thấy vậy, Bát Giới hỏi, nếu là huynh đệ của huynh thì sao huynh không trực tiếp đi mời? Đáp lại câu hỏi ngu nghê của nhị đệ, Ngộ Không chỉ cười và nói, chỉ vì ta từng bị hắn bắt sống nên có chút không tiện. Về phía Dương Tiễn, sau khi nhận được lời đề nghị của Bát Giới, Nhị Lang Thần rất nhiệt tình đáp lại, chinh chiến không chờ thời sao phải sợ trời tối. Hơn nữa cũng chủ động giảng hòa với Tôn Ngộ Không, ta vì nhàn rỗi nên cùng các huynh đệ ra ngoài săn bắn, nay Đại Thánh không màng chuyện cũ, muốn được hiệp lực hàng yêu, sao ta có thể không tuân mệnh. Mối quan hệ giữa Ngộ Không và Dương Tiễn là theo kiểu không đánh thì không quen. Đại Thánh không những không ghi thù mà còn một tiếng gọi Dương Tiễn là đại ca, khiến chiến thần Thiên Đình càng cảm thấy muốn giúp đỡ. Trong bộ phim Bảo Liên Đăng và Bảo Liên Đăng Tiền Truyện, với bối cảnh Tôn Ngộ Không đã trở thành đấu chiến thắng Phật, thì Dương Tiễn cũng được phong làm Tư Pháp Thiên Thần. Trong tác phẩm này, Ngộ Không đã có hai lần giao đấu với Nhị Lang Thần.
Trận đầu tiên hai bên bất phân thắng bại, đến trận thứ hai, Trầm Hương đại chiến, Tôn Ngộ Không không thắng thế, liên tục đánh cho Nhị Lang Thần không thể vực dậy. Cuối cùng Nhị Lang phải tung Bảo Liên Đăng phóng ra, đạo quang chói lòa, khiến Ngộ Không đứt hết kinh mạch. Ngộ Không thập tử nhất sinh phải đến Nam Hải chờ Quan Âm cứu giúp mới bảo toàn được tính mạng. Vì không cùng một vũ trụ Tây Du Ký nên những trận chiến này cũng chỉ được xem như là tư liệu để tham khảo, còn việc so sánh thì vẫn chưa có cơ sở để phân định rốt cuộc Đại Thánh hay Nhị Lang Thần ai mạnh hơn.